Mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Pháp đã hứng chịu một loạt vụ phá hoại bằng hỏa hoạn nghiêm trọng trước giờ khai mạc Olympic Paris 2024. 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra tại thủ đô nước Pháp. Đại hội kéo dài từ ngày 27 tháng 7 đến 11 tháng 8 với sự tham dự của gần 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 32 môn thi. Nhà điều hành đường sắt nước Pháp cho biết những kẻ phá hoại đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dọc theo tuyến đường sắt nối Paris với các khu vực phía Tây, Bắc và Đông của đất nước. Giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng trên toàn quốc trong suốt cuối tuần này. Đồng thời, nhiều tuyến đường đã phải bị hủy bỏ và tình hình có thể kéo dài đến cuối tuần để tiến hành sửa chữa. Kế hoạch di chuyển của khoảng 800.000 du khách ở Pháp sẽ bị gián đoạn vào cuối tuần này. Người đứng đầu nhà điều hành đường sắt nước Pháp cho biết đây là một ngày buồn đối với họ. Vụ phá hoại dường như đã được lên kế hoạch từ trước và nhắm mục tiêu vào các điểm chiến lược trên mạng lưới đường sắt. Người dân Pháp dự định di chuyển vào cuối tuần này sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ phá hoại. Nhiều môn thi đấu ở Olympic Paris 2024 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm cả các trận đấu bóng đá. Nantes và Bordeaux là những nơi chịu thiệt hại nặng nhất, vì chủ yếu được kết nối với thủ đô nước Pháp bằng các tuyến đường sắt chính. Lúc này, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ phóng hỏa phá hoại.